HCTV6 Vin 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trên sân vận động Cần Thơ, sân vận động mới xây dựng lớn nhất Việt Nam, trận thi đấu giữa đội Việt Nam 2 và đội quân đội Cuba cũng là một trận hay và được đánh giá là một trận đấu ngang tài, ngang sức. Đồng chí Manuel Diaz, trưởng đoàn bóng đá Cuba đã tổng kết diễn biến trận đấu khá chính xác. Hiệp 1 thuộc về đội Việt Nam 2, hiệp 2 thuộc về đội Cuba. Danh thủ Nguyễn Cao Cường vẫn là một ngôi sao trên sân cỏ. Anh đã kết thúc. Thật sự làm hài lòng gần 5 vạn khán giả trên sân vận động Cần Thơ. Nhưng sâu lắng trong lòng người vẫn là tình nghĩa của những người bạn chiến đấu cùng chiến hào. Các cầu thủ Cuba thường nhắc lại câu nói của chủ tịch Fidel: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình. Lời hẹn của Bác Hồ đã thành hiện thực. Lãnh đạo chỉ huy quân đội, nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở trung ương và địa phương, các đoàn khách quốc tế và đại diện Việt Nam chiến thắng. Việt Nam Escadia 84, Victoria Escadia 84. Cũng đúng vào giờ phút quy định, trên các sân vận động Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng, Lào Cai, các cầu thủ Angola tiếp tục thủ hòa. Lời mời của Tổng cục Thể dục Thể thao nước ta, Tổng hội Thể dục Thể thao Trung Quốc đã cử đoàn bóng đá Trung Quốc do đồng chí Từ Châu Vũ, Phó Tổng thư ký Tổng hội Thể dục. Chủ Đức đã giúp đỡ rất nhiều và còn huấn luyện trực tiếp cho đội bóng đá của quân đội ta. Là một đội tuyển của 4 đội mạnh trong quân đội Đức, ở hiệp đầu, đội bạn tấn công bằng lối phát bóng chọc sâu, vượt nhanh tấn công dồn dập. Đội ta phản công rất hùng dũng ngay ở phút sau. Qua nhiều đợt tấn công rất khẩn trương, ở phút 50, Hữu Nội Xuân gỡ lại một bàn rất đẹp. Trận thi đấu cuối cùng giữa đội bóng đá Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Quân đội và đội Tổng cục Đường sắt giành chức vô địch giải bóng đá Hồng Hà, mừng Tổ quốc giành phần thắng cho đội mình. Với tinh thần hữu nghị, đoàn kết, đấu pháp tổng lực nhanh, mạnh, kỹ thuật điêu luyện, thể lực tốt, đội bóng đá quân đội đã thắng đội Tổng cục Đường sắt với tỷ số 3-2, nâng số bàn thắng của đội mình lên 29 bàn. Trong số 9 trận đấu, đội bóng quân đội đã thắng 7 trận, hòa 2 trận, không có trận thua, luôn luôn nêu cao đạo đức thi đấu xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với tình thương yêu của nhân dân, sự tin cậy của lực lượng vũ trang cả nước. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.